bởi vậy đức phật biết chư thiền định thiền định rất nhiều có nhân thiên thiền định thế gian thiền định trong kinh đức phật thường nói tứ thiền bát định đây là thiền định thế gian Quả bao của tứ thiền Ở tứ thiền thiên Tứ thiền có 18 tầng trời Gọi là sắc giới Tứ thiền định là nhân của sắc giới Bác định còn có tứ không định Tứ không định là định của vô sắc giới Thâm sâu hơn tứ thiền định của nhân gian cao nhất có thể giúp ta định tầng trời thứ năm tầng trời thứ sáu của dục giới trời dạ ma trở lên đều phải tu định công không có định công không đến được đó điều này Đức Phật đều biết. Ta tu đến gì công phu như thế nào, ta đi về đâu ngài đều biết. Chỉ dựa vào phước báo thôi, không có định công cao nhất chỉ sanh đến được trời đau lợi. Nên tứ dương thiên đau lợi thiên không cần tu định, tu phước là có thể đến đó được. Tu được phước báo lớn nhân gian không có phước báo này Quái trời có Như vậy ta sẽ chọn lên quái trời Không ở nhân gian Định có ta định, có chánh định Yêu ma quỷ quay có định a la và la xá cũng có định Nếu không có định công Họ làm điều bất thiện cũng không làm thành công Đều phải có định Chiến tranh là đánh trận gì? Đánh định lực của chủ soái hai quân định lực người nào mạnh họ sẽ đánh thắng trận cho nên đại thiện đại ác họ cũng có định những điều này phật bồ tát đều rõ ràng cái gọi là Đạo cao một thứ Ma cao một trượng Nếu ma không có định làm sao được Phật có định có thể thắng ma Nhưng Phật không ở nhân gian Phật ở thế giới tha phương Ngày nay ma định Định lực thông thường như chúng ta không địch lại Nên bị ma khống chỉ Phải gặp thiên tai nếu chúng ta thật sự tu hành theo Phật Pháp Định lực của ta cao hơn họ Họ sẽ ra đi tự nhiên xa rời Ngày nay chúng ta muốn cầu sanh thế giới cực lạ Không có định không được Vấn đề phiền phức quá nhiều Nếu có định lực Sẽ không bị ảnh hưởng Định ở đâu? Định vào trong câu Phật hiệu Ngoài câu Phật hiệu này ra Đều buông bỏ hết Sẽ không bị quấy nhiễu Quấy nhiễu ta điều gì? Ta vẫn còn tham sân si mạng nghi Thì họ quấy phá ta được nếu như không có tham sân si mạng nghi Họ đành chịu không có cách nào phá được Tham sân si mạng nghi giống như đánh trận vậy Trong nhà chúng ta có nội gián Bên ngoài có cường địch Họ câu thông chúng ta không còn cách nào khác Bên trong tôi không có nội gián Bên ngoài dù lớn mạnh đến mấy cũng không công kích được Nên cần phải đoạn tận tham sân si mạng nghi Buông bỏ tự tư tự lợi thì ma không làm gì được Nếu ta còn tham sống sợ chứ thì ma có cách để phá Ta không cần thân mạng này thì ma cũng hết cách Không quấy phá được họ sẽ không tìm đến nữa không những họ không hiếp đáp mà còn rất tôn trọng khâm phục chúng ta nếu thật sự buông được biết được đâu là thật đâu là giả họ khâm phục chúng ta